Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2024, đủ duyên lành Pháp Hòa về đây theo lời hứa thì có Phật sự ở vùng này tại tỉnh bang Ontario, và chúng ta đồng hoan hỷ vân tập về tư gia Phật tử diệu dịp. Bên cạnh đó thì nhân sự tùng sự chúng ta có được một ngày tu học. Thật ra thì đúng ra thì buổi sinh hoạt này chỉ trong phạm vi cho những Phật tử vùng này cũng như một vài vùng lân cận, và ở đây là rất ít người Việt. Thì ngày chiều hôm nay theo chương trình thì mình sẽ có buổi sinh hoạt đông đảo hơn ở trên Toronto. Hôm nay thì mình sáng nay theo chương trình thì sau cái buổi lễ tụng kinh cầu nguyện ngắn thì chúng ta có buổi sinh hoạt, và sau đó mọi người sẽ đi dùng trưa. Sau dùng trưa thì quý vị sẽ nghỉ trưa một tiếng, 2 giờ thì sẽ trở lại chương trình vấn đáp. Thì nếu quý bác, quý Phật tử có những gì thắc mắc trong sự tu học, mình có thể viết giấy rồi mình gom lại rồi mình sẽ sinh hoạt. Và chiều hôm qua thì Pháp Hòa đến đây theo lẽ thì chỉ nghỉ ngơi, nhưng rồi cũng rất đông các vị về thăm viếng, vì vậy cũng không bỏ lỡ cái cơ hội, và rốt cuộc rồi cũng thành ra 2 buổi sinh hoạt. Để có những cái buổi vấn đáp trực tiếp. Thì theo Pháp Hòa thì 2 buổi hôm qua thì có nhiều cái lợi lạc, thì các vị hỏi trực tiếp rồi chia sẻ, rồi mọi người được nghe câu hỏi của riêng mình cũng như là những người khác cũng đều được lợi lạc. Thì sáng hôm nay theo chương trình thì chúng ta cũng có buổi nói chuyện. Thì đây cũng là một cái buổi sinh hoạt. Cái lần này á, nói tu học thì nghe sang trọng, quy mô, nhưng đúng ra thì giống như là trong một cái phạm vi những Phật tử, lâu lâu Pháp Hòa có dịp về thì chúng ta cùng ngồi lại tụng kinh và ôn lại những lời Phật dạy. Thì thưa đại chúng, khi mà mình nói đến Phật Pháp thì Pháp là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải quy hướng, chúng ta hay gọi là quy y, là nương tựa. Mình nương tựa Phật là mình nương tựa một người thầy, nhưng mà lời thầy dạy thì gọi là Pháp. Cho nên chính cái lời Phật dạy là quan trọng. Và tất cả mọi người Phật tử, dù là cư sĩ tại gia, thì chúng ta đều phải học Pháp. Ngày hôm qua có một vị hỏi, trong kinh hay dùng cái từ là U bà tắc, U bà di. Vậy thì U bà tắc, U bà di là gì? Thì U bà tắc là tiếng Phạn, U bà di cũng là tiếng Phạn. Thì Upasaka hay Upasika thì cái nghĩa của nó là cận sự nam, cận sự nữ. Nghĩa là những người cư sĩ gần gũi phụng sự Phật Pháp, những người nam, hay là những người nữ gần gũi Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, gọi là cận sự nữ. Nhưng mà vị này khi muốn học, muốn phụng sự Tam Bảo thì vị này phải thọ 5 giới. Chữ phải đây là mình nên thọ 5 giới, mình phải quy y Tam Bảo, thọ 5 giới để mình hết lòng phụng sự đúng chánh pháp. Tại sao phải thọ giới? Tại vì khi chúng ta có thọ giới, có quy y thì chúng ta mới biết được cái luật nghi của một người cư sĩ, và chúng ta biết cái gì xấu chúng ta bỏ, cái gì thiện chúng ta làm. Và nhờ mình hiểu như vậy đó, cho nên khi mình đi vào làm á, mình không có vi phạm, mình không có làm sai, mình không có tạo tội, mà mình lại luôn luôn nhờ 5 giới đó mà mình sống đúng với chánh pháp, và chúng ta phụng sự chánh pháp. Cho nên thí dụ thôi,
mình ở đây 30 năm, nhưng nếu mình chưa vô quốc tịch thì mình có được gọi là công dân Canada không? Không. Mình phải vô quốc tịch, đi thi quốc tịch, đậu quốc tịch và tuyên thệ, và sau đó mình sẽ có một cái thẻ gọi là thẻ công dân, citizenship. Thì chừng đó mình trở thành một công dân rồi. Và khi mà trước khi mà mình có được cái thẻ đó, trước khi mình đi thi đó, thì mình phải làm cái gì? Phải học. Người ta có bao nhiêu câu hỏi đó, ta hỏi, thí dụ như ta hỏi ông thủ tướng đầu tiên của Canada là ai, Canada có bao nhiêu tỉnh, lá cờ Canada gồm có cái gì. Thì nói chung lại là mình phải biết những câu hỏi như vậy để khi mình đi vào trong cái buổi thi, người ta có thể đặt câu hỏi với mình và mình trả lời trúng thì mình sẽ được đậu và mình sẽ có quốc tịch. Cũng như thế, chúng ta tuy là một người đạo Phật, nhưng nếu để cho chúng ta hiểu về đạo Phật một cách thấu đáo thì chúng ta cần nên quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Từ đó chúng ta có được một cái danh là một Phật tử, thì chúng ta phải thấy bổn phận của mình cần phải nghiên cứu học hỏi về đạo Phật để chúng ta làm tròn cái bổn phận, cái danh cái chúng ta có là Phật tử. Cho nên chúng ta hay thường dùng cái từ là danh phận. Danh phận là gì? Là mình có danh thì phải có phận. Phận đây là bổn phận. Ví dụ như cái người đó lập gia đình, cưới cái cô đó làm vợ, cô này lấy anh này làm chồng, thì kể từ giây phút hai người đám cưới thì bây giờ có danh phận rồi đó. Cha mẹ thường nói con bây giờ không còn độc thân nữa, không, hai đứa có danh phận với nhau rồi đó, cho nên phải sống trọn vẹn với cái danh phận của mình. Cho nên mình có được cái bộ cái danh là chồng là vợ thì lập tức chúng ta phải biết bổn phận của một người chồng làm cái gì, bổn phận của người một người vợ làm cái gì, để chúng ta sống đúng với cái danh phận đó, sống đúng với cái bổn phận đó. Mà sống đúng với bổn phận như vậy thì chúng ta gọi là người gì? Người đạo đức. Cũng giống như một người sống trong xã hội, chúng ta sống đúng cái bổn phận của một công dân, không làm tổn thương đất nước này. Mà chẳng những vậy, nếu chúng ta sống đàng hoàng là một cách đóng góp, còn chúng ta có khả năng hơn nữa thì làm những gì đó lợi ích cho xã hội này, cho đất nước này, thì chúng ta tăng trưởng lên. Cho nên cái cơ bản nhất là không làm điều xấu. Để làm gì? Để giữ an lành cho đất nước đó. Ngược lại mà còn có khả năng hơn nữa thì đóng góp tích cực để làm cho cái sự thiện nó tăng trưởng. Cũng như vậy, người Phật tử, đạo đức của một người Phật tử là chúng ta không làm những điều xấu, mà bên cạnh đó nếu chúng ta có khả năng, chúng ta còn làm thêm điều thiện để tăng trưởng cái điều thiện trong xã hội. Ví dụ, mình không trộm cắp là tốt rồi. Mình không trộm cắp là tốt rồi. Nhưng nếu như mình có khả năng đóng góp cho xã hội này, ví dụ như ở bệnh viện nè, những cái cơ quan chữa bệnh ung thư nè, cơ quan tìm hiểu về bệnh tiểu đường nè, bệnh mất trí nè, ở đây mình nhiều cơ quan bệnh đó lắm. Và những cái department đó người ta đều nhận cái phần gọi là ủng hộ. Thỉnh thoảng Pháp Hòa đi đám tang á, thì thí dụ như giờ cái người đó họ mất do cái bệnh ung thư, thì con cái của gia đình đó sẽ quyết định là nhận tiền phúng điếu, sau đó sẽ đem hết ủng hộ cho cái phía ung thư đó. Mà nó nhiều dạng ung thư. Bây giờ người ta đang cần nghiên cứu về ung thư ruột, ung thư tử cung gì đó, thì người ta ủng hộ vô cái chương trình đó. Rồi có những người là bệnh Parkinson, thì họ ủng hộ tiền vô trong cái cơ quan đó để người ta tìm hiểu thêm về cái bệnh này, để người ta nghiên cứu, người ta chữa cái bệnh đó. Như vậy chúng ta chẳng những không làm điều xấu là được rồi, nhưng nếu chúng ta có khả năng đóng góp để cho cái điều thiện nó được tích cực phát triển hơn nữa, và cứ như thế mà chúng ta phát triển. Và cái tinh thần của đạo Phật là vậy, nghĩa là chúng ta cố gắng không làm những gì xấu, thì cái này gọi là chỉ trì. Trì là giữ, chỉ là gì? Chỉ là dừng. Nên làm những điều chúng ta nên dừng lại
Nói cách khác là nên làm những điều không làm được điều xấu, đó là chúng ta không làm ác. Nhưng mà tác trì là có những việc chúng ta cần nên làm, đó là chúng ta làm gì? Làm điều thiện. Cho nên khi mà Phật tử, một vị cận sự nam, một vị cận sự nữ, phải làm hai việc, đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là không làm điều ác, tác trì là nên làm điều thiện. Ví dụ mình không xả rác, tốt rồi. Nhưng mà ngược lại, nếu có khả năng thì chúng ta đi làm gì? Đi lượm rác, đi nhặt rác. Chúng ta không xả rác là một cái tốt rồi. Nhưng nếu có khả năng đi nhặt rác, đi hốt rác, đi lượm rác là càng tốt hơn. Ở gia đình mình cũng vậy. Mình không làm, mình không bày bừa trong gia đình, mà còn giúp gia đình clean up, dọn dẹp, thì cuộc sống này nó cũng như thế. Chúng ta không làm điều không, chúng ta không làm xấu, chúng ta không nói xấu người đó là tốt rồi. Nhưng nếu mà chúng ta biết được cái hay của người đó, để chúng ta ca ngợi, tán thán, để cho cái điều thiện đó được trình bày, cái điều thiện đó được giới thiệu, để cho mọi người biết được cái điều thiện đó, thì rất tốt. Như vậy, người cận sự nam và cận sự nữ trong Phật giáo á, không có nghĩa là người đó chỉ là một tín đồ nữ, một tín đồ nam, mà không có sự hành trì tu tập trong đó. Vì chữ cận sự nó sâu sắc và nó có cái phần tu tập ở trong đó. Một vị cận sự nam nghĩa là người đó trước hết có quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Và thọ trì năm giới căn bản, đó là không sát hại chúng sanh, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sách. Một người cận sự nam cơ bản là chúng ta làm những điều đó. Một vị cận sự nữ cũng làm điều đó. Trước hết, giữ gìn được cái đó là để làm gì? Để giữ cái đạo đức cho cá nhân của mình. Rồi đồng thời, chính năm điều này là cái nền tảng xây dựng một hạnh phúc cho mỗi gia đình. Quý vị cứ tưởng tượng, nếu một gia đình đó chồng vợ không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không hút sách rượu chè bê tha, thì đây là một gia đình cơ bản hạnh phúc. Cơ bản là gia đình này không đi đến cái chỗ tan vỡ, vì mọi người đều biết giữ những cái điều bảo vệ hạnh phúc cho nhau. Thì một người mà giữ được như vậy thì tự nhiên đạo đức cá nhân của họ có. Như vậy thì nếu một cá nhân như vậy, một gia đình như vậy, mà nhiều gia đình được như vậy thì một xã hội bình an. Cho nên một cái việc làm cơ bản của một người cư sĩ Phật tử là đóng góp. Trước hết là cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội này. Thì chúng ta trở thành một tín đồ không phải chỉ để trở thành một người đệ tử kính tin một vị mà chúng ta gọi Đức Phật, để rồi chỉ biết Đức Phật mà chúng ta không làm gì. Mà Đức Phật là người thầy chỉ dẫn cho mình để mình sống như thế nào, mình đóng góp như thế nào để tăng trưởng cái phẩm hạnh của cá nhân mình, tăng trưởng hạnh phúc của gia đình mình, tăng trưởng an lành cho xã hội này. Vì thì chúng ta sống tích cực, sống tích cực. Chứ người cư sĩ, một người cư sĩ nam, một người cư sĩ nữ sống rất tích cực. Và thật sự là thưa đại chúng, một vị cư sĩ Phật tử, nếu như mà mình có tâm tư hướng thiện, mình đóng góp rất nhiều cho xã hội. Pháp Hòa nhớ có một vị hòa thượng dạy, nhiều khi quý thầy, người tu á, nó cũng giống như một người ở trong cái lu vậy đó, lăn cái lu không có được. Nhưng mà nếu một người cư sĩ mà đứng ở bên ngoài á, lăn cái lu nó dễ. Một cái người đứng ở ngoài thì mình muốn chuyển cái lu đi đâu cũng được hết á. Ý của hòa thượng nói là có những việc đi lăn xả vào trong xã hội làm thiện á, người cư sĩ làm dễ hơn. Người xuất gia nó vẫn có cái hạn chế trong cái vấn đề mà gọi là lăn xả vào xã hội. Bất quá là chỉ giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn cái con đường tu tập đạo đức.
Nhưng mà cái người mà cư sĩ á, nếu thật sự họ muốn ủng, họ muốn yểm trợ cho cái chuyện gọi là lợi ích cho mọi người đó, người cư sĩ bên ngoài làm về. Ví dụ như quý vị muốn bố thí thì quý vị có đi làm, có khả năng bố thí. Nhưng mà ngược lại người xuất gia muốn bố thí hơi khó, tại vì không có đi làm, không có khả năng. À, nhiều khi còn phải nhận của Phật tử để còn lo cho đời sống trong chùa. Thật sự cái người xuất gia, cái hành động bố thí không bằng người cư sĩ. Và nhưng mà có cái công đức nữa là gì? Thí dụ như đứng lên kêu gọi để mọi người cùng chung làm cái việc phước. Thật ra nói cho cùng người xuất gia đóng góp cái công thôi. Chứ nếu mình nói đúng cho nghĩa cái của không có. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa có đi làm từ thiện gì đi nữa, nghe cái tiếng ồ thầy Pháp Hòa làm, nhưng thật sự nói cho cùng Pháp Hòa không có làm gì hết á. Tại vì quý Phật tử cho, nhưng Pháp Hòa không có phung phí cái tiền quý vị cho. Pháp Hòa biết sử dụng cái tiền đó để làm việc thiện, coi như một hình thức thay thế cho đại chúng thôi. Chứ nói cho cùng Pháp Hòa đâu có đồng nào đâu. Nghe cái tiếng sang vậy đó. Mà thật sự nói cho tận cùng, đó là tiền của các vị cho. Nhưng mình có cái, mình có cái tu, mình có cái suy nghĩ thì mình không phung phí cái tiền đó. Người ta cho mà mình có được cái dư, cái khả năng thì mình đem, mình trang rãi cho những người khác, để chúng ta không có phung phí hay chúng ta làm lợi ích từ cái đồng tiền mà người ta ủng hộ cho mình. Rồi từ đó chúng ta làm tạo thêm cái phước, gieo cái duyên lành cho người cư sĩ. Nhiều khi các vị muốn làm thiện mà không biết ở chỗ nào làm, nhưng mà thương kính chư Tăng thì cúng dường. Thì chư Tăng mà là người có biết được nhiều cái địa điểm, những cái nơi cần giúp, thì trang rãi cái tịnh tài đó ra. Như vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà cái tịnh tài đó đó mà mình biết sử dụng đúng thì tịnh tài này nó được nhân ra. Vì vậy gọi là tịnh tài. Tịnh tài là gì? Là tiền của trong sạch. Tiền của trong sạch quý vị đi làm cực khổ để quý vị mới có khả năng cúng dường. Rồi quý vị, quý thầy là người xuất gia, quý thầy nhận cái tiền đó, quý thầy cũng không xài không đúng chỗ mà xài đúng chỗ. Cho nên cái tịnh tài đó nó thật sự là tịnh tài. Nếu từ người cúng cho đến người nhận, nhận xong rồi làm những việc lợi ích nữa, cho nên gọi là tịnh tài. Còn nếu mình nhận cái tiền, cái gốc thì tịnh tài, nhưng mình làm không đúng thì nó không phải là tịnh tài. Nó tức là nó được tịnh tài một phần, nhưng mà nó chưa trọn vẹn cái ý nghĩa khi chúng ta nhận cái đó. Cũng giống như quý vị, hồi đó Việt Nam mình đem gạo vô mình cúng cho chùa, nhưng mà chùa lấy gạo đó chùa nấu thành cơm để làm gì? Để phát cơm cho những người ở đây thì không làm đó được. Ở đây thì mình nấu cơm cho homeless, tức là những người vô gia cư. Nhưng mà theo nguyên tắc là chúng ta phải nấu ở những cái bếp công cộng, cái commercial kitchen. Để chi? Để bảo đảm cái an toàn của thực phẩm. Tại vì nếu như mình nấu ở nhà mình nó không đủ lửa đó, nó không đủ chín, không đủ thức ăn á, mà người ta ăn đau bụng, người ta ăn bệnh thì mình cũng không nên. Cho nên ở nhiều nơi mới đầu thì cũng phát, nhưng mà sau đó có một lần nào đó thì người khác ăn vô, người ta ăn bị trúng thực. Tại vì mình không đủ tủ lạnh, mình không đủ cái chỗ để bảo quản thức ăn. Từ đó có một số nơi là chính phủ không cho phát cơm mà nấu ở nhà nữa. Mà thí dụ mình muốn nấu phải không, hùng tiền lại đi vô tiệm pizza order 100 cái pizza ra cho họ thì được. Hay là đi vô tiệm burger order burger. Nói chung là phải những cái cơ quan cửa tiệm mà người ta có cái bếp đủ nóng, đủ lạnh để cung ứng thực phẩm, để bảo đảm ăn mà không bệnh. Đó, ở đây người ta cũng kỹ vậy đó, chứ không phải bình thường đâu. Tức là mình làm, nhưng mà mình nhớ là mình khi việc đó mình làm mà mình đem lại cái lợi ích thiết thực cho người ta. Thì ở đây Pháp Hòa muốn định nghĩa hai chữ cư sĩ nam và cư sĩ nữ mà như quý vị thắc mắc vậy đó. U bà tắc, u bà di, dịch nghĩa là cư sĩ nam hay là cận sự nam, cận sự nữ. Nhưng mà hai chữ cận sự đó nó không phải chỉ là ngày nào cũng vô chùa hết kêu cận sự đâu. Cận là gần, chữ cận nghĩa là gần.
Chữ thân là gì? Thân là gần, mà cận là mình làm theo những gì mà Phật dạy, vị thầy đó hướng dẫn cho mình mới kêu là thân cận. Ví dụ mình nói trời ơi, tôi với má tôi á, thân cận lắm, đi đâu tôi cũng đi với má tôi, hay cái đó mới thân thôi. Nhưng mà má kêu đường mình làm nẻo. Má nói con đem cái này ra con tặng cho mấy người ở ngoài nghèo ở ngoài á, mình cầm tiền ra đó. Trời ơi, sao cho chi nhiều vậy, con cũng nghèo, sao má không nghĩ gì tới con, sớt bớt của má. Như vậy thì mình cũng không làm theo đúng cái tinh thần. Cho nên cái điều gì mà người ta, thầy mình, cha mẹ, như là những người mình gần gũi đó, người ta chỉ đạo mình làm, mình làm đúng như vậy thì mới gọi đúng cái tinh thần là thân cận. Như vậy thì cái cơ bản á, một vị cận sự nam, cận sự nữ là phải quy tam bảo, thọ trì năm giới. Để làm gì? Để chúng ta khi hành Phật sự, chúng ta không có cái lỗi. Ví dụ nè, trong khi mình làm Phật sự, có thể mình không đủ lời ái ngữ, mình nạt nộ người ta, mình la rầy người ta. Chẳng hạn như nhất là trong bếp, nhiều khi mình nấu ăn á, nực nội nóng nảy, ai vô hỏi hỏi mình hay quạt người ta lắm. Hoặc là người ta vô người ta ăn uống rồi mình hay khó dễ thế này thế kia, thí dụ vậy đó. Nhưng mà nhờ mình có thọ giới, thọ cái giới thứ tư là giới không được nói những lời dối trá, chửi rủa, mắng nhiếc. Tự nhiên mình nhờ cái giới đó thì mình sao? Mình bớt được cái khẩu nghiệp của mình, thấy không? Rồi mình bớt được, rồi thí dụ như mình thọ cái giới thứ hai. Thọ giới thứ hai là giới không gian tham trộm cắp. Có nhiều khi mình thấy nhà người ta có cây táo, cây chanh gì đó, cái mình lén qua mình lấy. Cái tới hồi mà người ta bắt, ta nói sao lấy, tôi lấy tôi cúng chùa. Nhưng mà nhiều khi mình đâu có biết rằng cái gì của người ta, mặc dù người ta bỏ, người ta không ấy, nhưng mình chưa hỏi. Chưa hỏi là cũng của người ta, mình phải hỏi người ta. Cho nên hồi xưa trong luật dạy kỹ lắm á, cái gì mà dù có đó là thiên nhiên công cộng, thấy không, nhưng nếu chúng ta muốn lấy chúng ta phải xin. Thí dụ nè, quý vị ra ngoài rừng, quý vị cắt một cây hoa vô cúng đi, thì nếu mà mình cẩn thận thì mình nói con xin xin cắt một cành hoa này đi vào để cúng Phật, đây là của thiên nhiên, thấy không. Nhưng mà nhiều khi người ta tin tưởng sao, trong này có những vị thần cây cỏ, thần rừng núi cai quản ở đây. Thật ra cái đó để nói lên gì? Nói lên cái tinh thần lịch sự. Cái gì không phải của mình, nếu mình biết trực tiếp người đó là ai, mình xin. Còn nó là của thiên nhiên, mình cũng nên lên tiếng xin đi. Để làm chi? Không có cái lỗi. Không có cái lỗi là mình lấy mà không hỏi. Dù cái đó không đó thuộc về ai hết, nhưng mà nó thuộc về thiên nhiên, đất trời. Mình nói một tiếng thì lâu ngày mình thành một thói quen, điều gì của người khác mình lấy mình phải hỏi. Ví dụ như là nhiều lúc đó mình đi ra tới cửa mình kẹt quá, cần đôi dép mà không biết đôi dép của ai, cái mình có thể nói sao, thôi kệ không biết của ai mà thôi cho con xin mượn đỡ con mang nghe. Mình hay nói câu vậy á. Nhiều khi mình biết chắc đôi dép này cũng của những người nào trong cái phạm vi chỗ này đây nè, nhưng mà có lẽ giờ này các vị đang ở trong phòng, đang ở trong nhà, nhưng mà giờ mình kẹt phải chạy ra ngoài bếp một cái mình không biết đôi dép của ai, cái mình cũng hay nói vậy đó. Nói chà, không biết đôi dép này của ai mà thôi mượn đỡ đi ha, ăn lát ai đòi mình trả. Nhưng mà cũng có một câu nói là cho con mượn đỡ con xài. Thì ở đây cũng như thế. Cho nên mình nhờ mình có giữ được cái giới đó, mình thọ được cái giới, cho nên việc gì mình muốn làm á, tự nhiên nó cũng có một chút thúc liễm mình lại. Cho nên các vị nhiều khi có vị đó thôi thôi tôi không dám quy y đâu, tôi quy y rồi cái sợ lỡ tôi làm cái có tội. Mình không quy y mình làm vẫn tội như thường, nhưng mà nhờ có quy y thì sao, nó biết thúc liễm mình lại, nó biết nhìn lại chút xíu. Cho nên các vị nhớ là mình muốn phụng sự tam bảo trước hết, nên quy y tam bảo và thọ năm giới. Cũng giống như một người cư sĩ Phật tử, mình vô chùa mình làm công quả đó,
trước khi mình xuống bếp hay đi vô các cái bộ phận làm công quả đó, chuyện đầu tiên mình nên làm là gì? Đi lên chánh điện lại Phật. Lên chánh điện lại Phật để làm chi? Để bắt đầu mình hướng cái tâm mình về Phật. Và hôm nay con về chùa, con lễ Phật và con được làm công quả. Thí dụ lỡ xuống dưới mà có gì hơi nổi nóng lên cái nhớ, mới trển lại Phật xuống mà sao dưới này mình mới xuống không đầy 5 phút mình dữ dằn dữ vậy, thì nhớ trực lại mình mới lại Phật xuống. Thì cái ba lễ đó trên lầu á, nó cũng có cái tác dụng lớn. Rồi thí dụ như mình đi tới cái mình gặp thầy trụ trì hay một vị sư, một vị thầy nào nói ô đạo hữu mới tới nữa hả, thôi nhờ đạo hữu giúp cho việc đó nha, mình mới phát nguyện với thầy giá thì yên tâm để con. Mình vừa xuống lầu cái thiệt đúng là để cho con, để cho con diệt hết, để cho con dẹp hết. Như vậy thì cũng chưa đúng cái tinh thần. Cho nên tại sao trong chùa, trong các ngôi chùa của mình, ở trước thờ Đức Quan Âm hay là chùa Người Hoa thờ Phật Di Lặc, ngay trước cửa vô là để tượng Phật Di Lặc, để chi? Để phải hoan hỷ. Rồi tại sao khi mình vô chùa, mấy cái chùa của Ngã Đông mình á, hay có mấy cái tượng mấy ông Kim Cang hộ pháp nhìn rất là dữ tợn, mặt mấy ông thì dữ dằn, ông thì há miệng, ông thì chụm môi, rồi dưới chân mấy ông đạp có mấy đứa nít á le lưỡi luôn. Thì những cái đứa nhỏ, cái biểu tượng mấy cái đó là gì? Ba đứa ông đạp là tham sân si. Còn ở trên đó là các vị do đó các chúng ta gọi là vị thần gì? Thần Kim Cang hộ pháp. Mình bước vô chùa, bước qua cổng chùa, mình muốn làm một cái người Kim Cang hộ pháp, trước hết mình phải làm rớt ba cái con đó xuống để cho mấy ổng đạp nó đi. Đó là con gì? Con tham sân si. Và có nhiều khi có những ngôi chùa người ta để hai tượng hộ pháp thôi. Và nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ nhìn hai sắc diện. Một ông á thì mặt sụ vậy nè, một ông thì há miệng vậy nè, hai cái trạng thái của hùng hà ha, hùng hà, đó là hai cái trạng thái cái mặt mũi của chúng sanh. Và nhớ rằng khi mình đi vào cái cổng này rồi đó thì chúng ta phải đi qua, vượt được hai cái sắc thái buồn vui của thế gian, hai cái sắc thái được mất buồn vui của thế gian. Và chúng ta đi qua cái cổng, cho nên cái cổng chùa thường cái cổng xây lớn để làm gì? Chúng ta đi qua cái cổng này để đi vào được với cái chỗ lễ Phật, cái chỗ viên mãn. Cho nên hồi xưa chùa, nếu mà chùa có đất á, ta xây cái cổng rồi ta có cái sân rồi mới vào chánh điện. Nghĩa là anh muốn đi vào được cái chỗ viên mãn đó đó, anh phải đi qua một cái cánh cổng. Cái cổng là tượng trưng cho gì? Là cái pháp môn, là cái cửa để anh vượt được. Anh vượt được cái cửa này để anh mới đi tới được cái chỗ kia. Chúng ta cũng vậy. Quý vị có thấy mình làm việc gì cũng phải qua một cái ải không? Đó. Thí dụ như mình muốn làm ăn nè, muốn đi học nè, bất cứ việc gì chúng ta làm, hầu như chúng ta đều có những cái ải chúng ta phải thắng được cái đó. Mà qua được cái ải đó thì mình mới thành tựu. Cho nên hồi xưa người ta hay lấy con cá để biểu tượng. Con cá nó vượt cái gì? Hả? Cái gì môn? Hả? À, nó phải vượt cái vũ môn đó để con cá nó hóa rồng, gọi là cá hóa long. Nhưng mà nó bình thường là một con cá thôi, nhưng mà nó vượt được cái cửa đó, nó sẽ thành con rồng. Ở đây là một biểu tượng. Mình bình thường con cá thôi, nhưng mình vượt được cái cửa đó, cái ải đó, cái thử thách đó, thì chúng ta sẽ đạt, sẽ đi tới cái gì? Hóa con rồng. Mà con rồng thì nó làm sao? Nó mạnh, mạnh dạn, nó biết bay lượn. Còn con cá thì nó nhỏ bé và nó chỉ bay lượn ở dưới nước thôi. Còn con rồng thì nó có cái sắc thái, nó có cái mãnh liệt của nó, và nó có cái hùng dũng của nó, và nó có cái bay liệng của nó tận ở trên trời cao. Như vậy thì cái ý của người xưa muốn nói, chúng ta làm việc gì không bao giờ mà không qua cái gian truân, cái thử thách.
Nếu chúng ta muốn vượt được nó, muốn thành tựu được cái đó, thì chính cái chỗ này chúng ta cần phải vượt qua. Hồi nhỏ trong chùa truyền thống Bắc Tâm, các chùa ai muốn đi tu là phải thuộc chú Lăng Nghiêm, phải thuộc năm đệ Lăng Nghiêm. Thì năm đệ Lăng Nghiêm này được trích trong một bộ kinh lớn, kinh là kinh Thủ Lăng Nghiêm đó. Thì câu chuyện kể là ngài A Nan bị một cái cô thôn nữ bỏ bùa, và xém chút nữa đó là ngài A Nan bắt đầu phạm giới. Và cho nên Đức Văn Thù Sư Lợi được Đức Phật sai ngài Văn Thù Sư Lợi đến để mà tụng cái bài chú Lăng Nghiêm này lên để hóa giải cho ngài A Nan. Thì ở đây chỉ là một câu chuyện để cho nhắc nhở chúng ta, dù cho chúng ta là những bậc, những người tu tập, nhưng mà chúng ta cũng có thể trong một tích tắc chúng ta vẫn bị sao? Bị mê lầm, bị sa ngã. Nếu chúng ta không đủ tuệ giác, chánh niệm, chúng ta vẫn rơi rớt như thường. Cho nên nó tại sao chú này không không phải ai nói mà Đức Phật nói với ngài Văn Thù đến hóa giải. Vì ngài Văn Thù là biểu tượng cho trí tuệ. Cái chỗ ngài A Nan á bị cái cô này cổ làm mê, mê á là không có trí tuệ. Mà muốn phá được cái chỗ đó thì phải có trí tuệ mới phá được. Cho nên trong cái kinh diễn đạt là ngài Văn Thù Sư Lợi đến hóa giải. Thì sau này cái bài chú đó cũng giống như là một cái bài kinh mà cho tất cả những người xuất gia. Mà thậm chí các vị còn nói làm lính thì sợ Hoa Ải, làm sải thì sợ Thủ Lăng Nghiêm. Đó là người làm lính thì sợ đi chiến tranh, đi qua những cái ải lắm. Nhưng mà làm sải thì sợ Lăng Nghiêm, tại vì nó khó học lắm. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia A Ra Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cu Tri Sắc Ni Sam. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Đa Bệ Tệ. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Tri Nẵm Ta Xá La Bà Ca Tăng Già Nẵm. Nam mô Lô Kê La Hán Đa Nẵm. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm. Mà năm đệ như vậy. Rồi đến những cái khúc mà rất là khó, thì Đà Giả Sà Sân Đà Giả Di Kê Ra Giả Di. Rất là khó học. Nhưng mà các vị nói sao? Làm lính thì sợ đi ải, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Nghĩa là anh muốn được đi tu, anh phải qua cái ải này. Có nhiều thầy khó đó. Ai muốn vô sinh đi xuất gia, điều kiện đầu tiên của vị thầy đó, thuộc Lăng Nghiêm đi rồi nói chuyện. Anh thuộc Lăng Nghiêm rồi tôi mới chấp nhận cho anh đi xuất gia. Cho nên người nào muốn đi xuất gia phải học thuộc chú Lăng Nghiêm, rồi mới được sư phụ mình chấp nhận cho mình đi xuất gia. Rồi á, khi mà muốn thọ giới, ngoài đi thi luật giới ra, ta còn thi kinh nữa, thi tụng kinh nữa. Bắt đầu khai chuông mở, tụng hai thời công phu, tụng mấy trăm người tụng vậy đó. Mình tưởng đâu là mình chắp tay nằm ở trong cái chúng mấy trăm người là mình thoát nạn rồi, phải không? Cái ông thầy mà ông đi thử mình á, ông cầm microphone, ông đi vòng vòng vậy nè. Ông đi vòng vòng ngay tới mình vậy nè. Ông đưa cái microphone vô, mà ông không nghe tiếng mình tụng, sách lên, anh không có thuộc kinh, anh trà trộn dưới đây. À, cho nên cái cách thử của người ta là gì? Người ta tụng mấy trăm người vậy đó, nhưng mà người ta không, mình không biết thầy đó sẽ đưa cái microphone tới mình lúc nào, nhưng mà thầy đó đưa microphone mà vẫn nghe tiếng mình tụng đều đặn với đại chúng, nghĩa là mình thuộc. Mãi cái microphone ngay miệng mình mà là bóp bẹ là người ta biết là mình không thuộc kinh. Tụng Di Đà thay thời kinh, công phu sáng, công phu chiều, rồi bắt đầu đi qua tới tụng luật. Ta khai chuông mở, bắt đầu bắt tụng 60 bài kệ đó. Không? Tạo giác, thùy miên thủy ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác, châu cố thập phương minh chung. Đọc ro vậy đó. Mà hễ mà ông đưa cái microphone vô mà không nghe tiếng mình là biết mình trà trộn, không thuộc. Thì mình mất điểm cái phần đó, mất điểm cái phần thi kinh. Rồi bắt đầu qua thi giáo lý, ta đưa một cái dàn bài cho mình đọc câu hỏi rồi mình trả lời. Có thể mình rớt môn kinh, nhưng mà mình bù lại những môn kia mình cao điểm, thì mình có thể đậu. Mà đậu thì mới được thọ giới. Còn không đậu, không đủ điểm
thì mình phải đi về đợi cái kỳ sau lên học tiếp. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta là người tu tập. Cái tu tập là gì? Nghĩa là mình phải tập mọi hình thái tu hành ở trong đời sống của chúng ta. Đây, vô đây mà ngồi đây mà tu dễ ợt à. Vì sao? Vô đây ngồi nè, trong khi ngồi đây có người lo cơm. Cái hồi ben 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 cái ra ngồi liêm diêm cái mấy cái ăn. Ăn xong cái ta nói mấy anh mấy chị để đó cho tụi em lo. Mấy anh mấy chị vô nghỉ đi, cái vô rộng nhắm mắt. Nhắm mắt nghỉ trưa, ben 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 ra cái ngồi nghe giảng tiếp. Đâu ai chọc ghẹo gì đâu. Đấy, cho nên đúng nghĩa là tu nè, tu thiệt nè. Không ai chọc ghẹo mà ta còn cung phụng, ta lo cho ăn nữa. Nhưng mà giờ mình thấy mình tu nè. Trong quá trình ngồi đây, một ngày sinh hoạt sẽ có những điều bất như ý nó xảy ra với mình. Có thể những người bên cạnh mình, có thể là những người quen thân đi với mình, hay thậm chí cả ban tổ chức, vân vân. Thì cái gì mà nó bất như ý nó xảy ra trong khi mà mình đụng phải đó, thì mình hãy nhìn lại coi cái thái độ của mình đã đối xử, ứng xử với sự việc như thế nào. Chừng đó mình có hiểu là vậy khổng rài mình có tu chưa. Tại vì cái chữ tu á, thì mình nói nó rất là dễ và mình viết nó cũng rất dễ nữa. Tờ u tu là xong à. Không cần bỏ dấu gì hết, cho nên người Mỹ họ biết cũng không biết riết nữa. Nhưng mà cái quan trọng là mình thực hiện cái chữ tu mà mình đang học á, nó ở đâu? Nó không phải ở trong thời mình tụng kinh. Only, không phải chỉ ở trong thời tụng kinh. Thời mình tụng kinh là mình đang huân tu. Vì lúc đó mình thu gom những cái gì thiện nhất, lành nhất, hay nhất. Phải không? Là mình huân tu. Nhưng khi mà mình ứng nhân xử việc, chừng đó mới hiểu là mình tập tụ. Đó, bây giờ đó, chuyện đã tới đó đó, anh ứng xử sao đây? Hoặc là thậm chí có những người hứa với mình cái đó mà giờ người ta không có hoàn cảnh thay giúp, rồi mình có cái thái độ của mình đối với người ta làm sao. Mình khởi cái tâm thông cảm, ờ không sao chị, hay là mình bực bội lên, mình khó chịu, mình người nào mà dở thì xỉ vả tại chỗ, còn người nào tinh tế hơn thì ô không sao, nhưng mà ra phía sau giũa người ta quá trời luôn, phải không? Thì cái đó là mình cũng để ý lại cái đó. Cho nên thật sự mình á, ai chứng cho mình? Tự mình chứng cho mình thôi, phải không? Cho nên trong kinh Địa Tạng nói sao? Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Ông Diêm vương trước điện, ông không có hiền đâu. Ông rất là phân minh. Ông rất là phân minh. Ông không có thiên vị. Nhưng mà thì cái chuyện ông phân minh, ông không thiên vị, nó cũng giống như là cái đài cao nghiệp cảnh. Trên đài nó có cái kiến chiếu nghiệp, gọi là đài cao nghiệp cảnh. Chữ cảnh là kiến, thấy không? Mỗi người mình sẽ có một cái kiến chiếu nghiệp, chứ không phải kiến chiếu yêu. Mình tự mình tạo nghiệp gì thì chính cái gương đó của mình tự phản chiếu mà biết lại. Mình có thể gạt tất cả, nhưng mình đâu gạt được chính mình. Và mình có thể lọt tất cả các thứ luật, nhưng mình không lọt được cái luật nhân quả. Mình chạy chọt đủ các kiểu luật, nhưng luật nhân quả mình không thoát. Và mình có thể dối gạt ai, nhưng mình đâu có dối gạt được chính mình. Cho nên đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Tội căn là gì? Là cái gốc tội của mình, cái gốc rễ của tội lỗi. Cho nên bà Thanh Đề đó, Đức Ngài Mục Kiền Liên về gặp Phật và xin Phật cứu mẹ con đó. Đức Phật nói sao? Mẹ ông gốc tội rất sâu. Nhớ không? Mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Thấy không? Mà trong cái bản kinh nguyên gốc này là tội căn thâm kiếp. Cái gốc tội của mẹ ông đó, nó sâu gọi là thâm, nó kết gọi là cột. Tội căn thâm kết là nó sâu và nó cột chặt lại, không dễ gì đâu.
Có trong cuộc đời này có những người người ta chấp, ta chấp một cách sâu thẳm mà rất là chặt, không ai nói họ nghe chứ. Có không? Có nhiều người ta chấp, chấp một cách nghĩa là bao nhiêu năm vẫn không tha thứ. Không? Và thậm chí bao nhiêu người khuyên cũng không tha thứ. Nhưng mà rốt cuộc ai là người khổ? Chính cái người đó họ khổ. Thí dụ bây giờ mình thấy mẹ mình vậy, mình cũng khổ, nhưng mà mình không khổ bằng mẹ đâu. Tại vì mình nói không được là thôi, thôi đi về ngủ một giấc xong. Nhưng mà cái người kia, ai khuyên họ, họ càng bực bên nữa. Tại giống như khơi vậy, đụng vô cái vết thương vậy đó. Rồi về nhà là họ càng bực bội hơn nữa, càng khổ hơn nữa. Cho nên ai là cái người giải cứu mình? Trừ khi nào mình phát cái tâm đồng, phát cái tâm giải đó. Cho nên người kia muốn cứu mình với điều kiện là mình cũng đưa cái tay để cho họ nắm lấy, họ cứu mình, thì hai cái bên hợp tác mới được. Có một câu chuyện nhỏ. Có cái anh đó, anh đi ngang cái triền núi, anh rớt xuống. Anh rớt xuống núi thì may thở anh chụp được sợi dây. Anh chụp được sợi dây chứ thì anh lúc mà toàn ten cho anh khấn. Có ai cứu tôi không? Có ai cứu tôi không? Trời Phật ơi cứu con với. Thì tự nhiên có một cái người xuất hiện. Ồ, anh đang rớt ở dưới hả? Anh đưa tay cho tôi nắm. Nắm xong rồi, bây giờ 1, 2, 3 tôi kéo anh lên nha. Nhưng mà với điều kiện là anh buông sợi dây đó tôi mới kéo được. Không không, buông tôi rớt làm sao? Người kia nói đừng có lo, tôi đã nắm cái tay anh rồi. Nhưng mà nhất định không dám buông tại sợ rớt. Có giống mình không? Mình, Đức Phật nói câu chuyện đó xong, Đức Phật nói cũng giống như chúng sanh mình vậy đó. Mình cầm một sợi dây cố chấp của riêng mình, rồi lúc nào cũng nói có ai cứu tôi không? Phật cứu con. Phật cứu con. Nhưng mà Phật đến, Phật biểu mình buông cái dây đó ra đi, để Phật mới kéo. Không không, con buông sợi dây này ra con chết. Nhưng mà mình biết chắc rằng có một người nắm tay mình rồi. Nhưng mà sợi dây cố chấp kia, mà vốn nó là làm cho mình bị trì trệ trở lại, chúng ta không nỡ buông nó. Một câu chuyện khác. Bây giờ mình thấy một cái hũ kẹo, mà cái tay này là mình đưa thẳng vô, thì mình mới nắm một nắm kẹo ra. Thì khi mình nắm cái nắm kẹo là cái tay mình nó ở một cái trạng thái to hơn, thì kéo ra không được cái miệng bình. Kéo ra không được cái miệng bình. Thì bây giờ mình phải quyết định một việc. Một là thả nắm kẹo ra để rút bàn tay ra. Hai là tiếc nắm kẹo không dám thả ra, thì tay mình nằm đâu? Vẫn nằm trong cái hũ. Quý vị thấy câu chuyện đó không? Thì Đức Phật nói có những chúng sanh nắm một nắm kẹo, ăn thì không được, mà thả ra thì tiếc. Rốt cuộc cái tay mình nó dị hộm. Nó nằm ở trong cái miệng bình như thế này, mà cứ đi đâu cũng cầm cái keo với cái hũ vậy. Hỏi sao buông ra? Tôi tiếc cái nắm kẹo mà giờ lấy ra không được. Tao nói thì buông ra đi. Không không, tôi buông ra mất sao? Không, đó là một việc. Câu chuyện thứ ba, Đức Phật nói như có một người nắm một nắm đậu. Thì khi họ nắm một nắm đậu họ đi, thì vô tình họ rớt một vài hạt đậu. Thì họ vì tiếc một cái vài hạt đậu đó đó, họ đang nắm một nắm đậu, họ để xuống đất, họ đi lượm mấy cái hạt đậu kia. Hiểu ý không? Thì Đức Phật nói người này dại hay là thông minh. Nắm một nắm đậu mà rớt một hai hạt đậu, mà vì tiếc một hai hạt đậu mà lại bỏ cả nắm đậu xuống đất để đi lượm một hai hạt đậu kia. Thì Đức Phật nói trên thế gian này cũng có những người như vậy. Người ta có rất nhiều thứ, nhưng chỉ vì một hai cái vặt vãnh nó rơi ra ngoài, người ta đành lòng bỏ hết tất cả những gì, người ta đánh đổ những gì người ta đang có trong tay, để người ta chỉ để chạy theo một cái hai hạt đậu mà nó rớt thôi. Quý vị hiểu ý cái câu chuyện không? Đức Phật đưa ra những ví dụ như vậy mà hình ảnh rất là thật. Cũng giống như hồi nhỏ mình nghe câu chuyện là rớt 10 đồng mà lấy giấy 100 đốt đi kiếm vậy đó. mình sang mà mình sang tốn kém mà nó hay vậy đó. Thì chúng ta cũng thế.
Cho nên một cái người tu tập, vì chữ tu nó chỉ đơn giản là không ngoài cái chuyện giờ, thí dụ như mình ngồi thiền là tu nè, mình tụng kinh là tu nè, mình sám hối là tu nè, mình ăn chay là tu nè. Nhưng mà mấy cái tu nó dễ là tại vì nó có bài bản, giờ nào tụng kinh gì biết hết trơn rồi, và lúc nào thỉnh chuông, lúc nào thỉnh mõ. Nhưng cuộc đời này có những cái nó xuất hiện bất chợt, mình đỡ không nổi. Có không? Đó, thí dụ như sáng ra mình ỷ y là trong bóp mình còn tiền, đi chợ, vô tới chợ móc ra tiền mất tiêu hết trơn rồi. Đó, thì bây giờ mình mới bực bội mình lên. Đó là có những cái chuyện nó xuất hiện trong cái đời sống của chúng ta mà không hề có sự báo trước. Như là những tai nạn, những bất trắc, những cái phiền não nó đến với mình. Không có ai mà đến với mình nói, chị cẩn thận nha, 5 phút nữa tôi kiếm chuyện chị đó. Không, cái chuyện nó kiếm mình đó là bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta gọi là gì? Là nạn. Nạn là chữ mình âm từ cái chữ nan. Chữ nan là khó, nhưng chúng ta đọc trại là nạn. Hiểu không? Chúng ta đọc trại là nạn, nhưng mà chữ nạn hay chữ nan nó đều có cái nghĩa là khó. Và cái gì mà nó khó mà nó đến với mình thì chừng đó chúng ta gặp nạn, gặp nan. Hiểu không? Gặp nan tức là gặp nạn đó. Và chính cái khó mà chúng ta bắt đầu giải quyết, phải tìm cách giải quyết là giải nan hay là giải nạn. À, cho nên đằng năm mà mình hay kêu là cúng sao giải hạn. Nhưng mà thật sự ra một năm mà cúng không đủ, mỗi ngày có thể chúng ta sẽ gặp nhiều cái sao. Và chúng ta khi người ta hỏi mình có sao không? Dạ không có sao. Té rầm hỏi có sao không? Dạ không có sao. Không có sao thì khỏi cần cúng sao. Đó, như vậy thì quý vị nhớ là những cái gì bất trắc nó đến với mình chúng ta gọi là nan hay là nạn. Thì cái khó đó nó đến với mình để cái chữ tu của mình lúc này nó có mặt một cách ứng biến như thế nào. Một võ sĩ mà một người mà giỏi kiếm á, đâu phải lúc nào người ta đi đâu người ta cũng cầm cái gươm theo, phải không? Tại vì sao? Đánh lén họ bất cứ lúc nào á, người giỏi võ thì người ta làm sao? Người ta có thể đỡ, và thậm chí người ta xoay qua, người ta lấy một cái nhánh cây khô, nhưng mà người ta dùng nội lực, cho nên cái nhánh cây đó cũng trở thành ra cái vũ khí để người ta chống lại cái sự gọi là tấn công đó. Nhưng mà mình, một người võ sĩ đi đâu cầm kiếm, chưa chắc ông đó ông giỏi võ. Chẳng qua là ông cầm cái kiếm để làm chi? Ta sợ. Một người biết niệm Phật không nhất thiết lúc nào trong tay cũng phải cầm sâu chuỗi. Tại vì đâu phải niệm Phật lần chuỗi không đâu. Niệm Phật trong tâm, niệm Phật ở trong lòng của mình, chứ không phải cầm sâu chuỗi mới kêu là người tu. Một thiền sư thứ thiệt không phải đi đâu cũng cầm cái bồ đoàn theo, rồi giúp cái bồ đoàn ra, ngồi trên cái bồ đoàn là ai vậy? Thiền sư. Thiền sư là ngồi đâu cũng thiền được. Ăn cũng thiền, nói cũng thiền, ngủ cũng thiền, làm việc đều thiền. Tại vì thiền là gì? Thiền là có khả năng sống sâu sắc với giây phút hiện tại, có khả năng nhận diện những gì đang xảy ra, chứ không phải ngồi trên bồ đoàn là thiền. Cái đó chỉ mới ngồi thiền thôi. Nhưng mà trong cái đó thiền nó rất nhiều cách. Ăn thiền, nói thiền, đi thiền, làm việc cũng thiền. Vì tất cả mọi việc làm đều sáng rõ, biết rõ mình đang làm gì. Chứ thiền không phải chỉ ngồi ở trên cái gối đó. Có pháp môn ngồi thiền, nhưng mà nó chỉ là một trong những cách thiền, chứ nó không phải là trọn vẹn của cái thiền. Niệm Phật cũng vậy. Lần chuỗi niệm Phật gọi là sổ châu niệm Phật. Nhưng niệm Phật không phải chỉ có một cách sổ châu lần chuỗi, mà đi niệm Phật, thở theo cái câu niệm Phật. Bất cứ việc gì chúng ta làm cũng có thể niệm Phật, cũng như người tu thiền vậy. Thì một cái ông mà giỏi toán không cần đi đâu cũng cầm bản cửu chương hay là cái máy tính,
Tại vì ông đã thuộc lòng bản cửu chương và ông có thể làm toán cộng trừ nhân chia. Bất cứ con số nào mình nói ra, người giỏi toán vẫn có thể, mình muốn họ làm toán gì họ sẽ làm cho mình toán đó, và không cần phải phô trương tôi đây là một người giỏi toán. Cũng như vậy thôi, hằng những cái thời khóa như thế này cần cho mình, thì đây là giờ phút chúng ta huân tu. Tại vì tất cả những chương trình của ngày nay không có gì mà chống lại mình hết, toàn là thuận lợi để cho mình tu tập không à. Ăn trong chánh niệm, tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp vân vân. Nhưng đây là giây phút chúng ta huân tập cái tu hành của mình, để rồi chúng ta ra ngoài chúng ta trả bài. Bất cứ chuyện gì nó xảy đến, coi coi chúng ta trả bài bằng cách nào. Hồi đó các vị đi thi trong các cái trường Phật học á, đi thi để chuẩn bị mà thọ giới đó, nhiều lúc người ta đâu có thi bài bản đâu. Ta 5 người phải không? Đâu bây giờ các vị bắt kinh Di Đà coi. Cái giờ tụng lên cái nín, ngưng, chú này tiếp. Mình phải tiếp được cái câu đó. Hay là tụng một cái bài kệ, rồi người này được 2 câu là ngưng đi, để cho người khác. Chứ coi coi cái sức thuộc lòng của mình như thế nào. Coi cái sức thuộc lòng của mình. Thậm chí người ta còn đặt ra những câu hỏi mà người ta hơi gọi là hỏi mẹo mình á, hỏi khó mình, để coi coi một cái sự ứng phó của mình như thế nào. Đó. Và thậm chí người ta cho mình thí dụ ha, người ta nói tam bảo là gì? A Phật Pháp Tăng, B Phật hột sòn vàng gì đó. Mình đọc chưa có kỹ cái là mình khoanh xuống, mình thấy chữ Phật đứng đầu là mình tự ý y, mình quên ở phía sau nó còn hột sòn với kim cương, mình quên đọc Pháp Tăng ở đằng sau. Có nhiều khi mình bị sai, có những câu hỏi mình đọc không có kỹ. Pháp Hòa kể chuyện đọc không kỹ mới đây, mới tuần rồi chúng đâu. Ở trong cái bản kinh Pháp Hòa đang giảng, thì bữa đó Hà Tiện đèn không có mở, thấy trời cũng còn sáng, thôi kệ mờ mờ đọc cũng được. Sau đọc cái chỗ Phật, Đức Phật nói là người mà tu hành nhẫn nhục á, thì một là phải như thế này, hai là phải như thế này, ba là như thế này. Mà Pháp Hòa đọc làm sao? Đức Phật gọi là ba là muốn được cái gì đó. Pháp Hòa đọc ba bà la môn. Mình đọc hoài đọc quỷ, nói chủ sao cái câu này mình đọc không hiểu. Lại đi lấy mấy quyển sách khác ra nữa để coi cái bản dịch. Tới hồi bật đèn lên đọc kỹ coi, ba là muốn mà không biết làm sao đọc thành bà la môn. Đó, một cái ví dụ đó. Từng rồi mà Pháp Hòa vừa đọc tới cái chỗ đó, Pháp Hòa ngồi và tức cười. Tới nhiều khi mình đọc không kỹ mà cũng cái câu đó đọc tới đọc lui mà cứ thành là bà la môn, bà la môn. Mà không biết, ủa tại sao bà la môn chỗ này, ở đâu ra chỗ này, nghĩa làm sao? Mình không hiểu, lại đi kiếm những cái bản dịch khác để mình so sánh. Mà rốt cuộc bật cái đèn lên coi kỹ thì ba là muốn, đọc là bà la môn. Đó, thì thưa đại chúng là Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đó, mình ngồi đây, cái số lượng cận sự nam, cận sự nữ nhiều, nhưng chúng ta không chỉ có một danh từ cận sự nam, cận sự nữ một cách đơn giản như vậy. Nhưng mà trong cái chữ đó thôi, nó rất là sâu sắc, nó rất là sâu sắc, và nó thể hiện cả cái sự tu tập ở trong đó, chứ không phải bình thường. Pháp Hòa ví dụ, mình gọi một vị đó hòa thượng, nhưng mà theo mình nhìn đó, vị nào lớn tuổi, lớn tuổi đối với mình là hòa thượng, cho mình gọi là hòa thượng, thì có thể vị đó được được tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng. Nhưng mà hai cái chữ hòa thượng không phải chỉ để gọi một vị lớn tuổi tu lâu trong đạo, nhưng mà vị hòa thượng đó phải thể hiện được những cái lực của một vị hòa thượng. Trong đó có cái gì? Thân giáo sư. Chữ hòa thượng được dịch nghĩa là thân giáo sư, nghĩa là mình gần vị đó, mình sẽ được học hỏi rất nhiều từ cái cách dạy của cái vị đó, qua cách sống của họ. Chữ thân giáo là gì? Lấy cái thân mình
làm bài học cho người, gọi là thân giáo. Cho nên mình ở nhà đó, mình dạy con mình bằng cái cách mình sống đó, đó là thân giáo. Và nó cũng là một nghĩa của chữ hòa thượng. Như vậy hòa thượng không phải chỉ một danh từ để gọi một ông thầy tu lâu năm, hay là thầy tu mà hiểu lầm nữa, tu lâu năm cái tu lên hòa thượng, thì vị đó chỉ hiểu cái chữ đó thôi, biết cái chữ đó nhưng mà chưa hiểu được cái chiều sâu của hai chữ hòa thượng. Khi mình được gọi là hòa thượng thì nghĩa là đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta thể hiện được cái thân giáo. Thân giáo nghĩa là mình dạy đệ tử qua cái cách sống của mình. Ví dụ như người đệ tử đó lúc nào mở cửa cũng đẩy cái cửa ra, đóng cái cửa cái răng, không bao giờ mà lấy cái tay nương cánh cửa đó. Nhưng mình là người thầy, mình sẽ thân giáo cho đệ tử là mỗi lần mình vô mình mở cửa thật là nhẹ, đi vô xong rồi mình đóng cửa thật nhẹ. Có thể mình trực tiếp mình dạy, nhưng cũng có thể vài lần hành động đó thì người đệ tử đó sẽ nhìn, ủa sao lúc nào thầy mình cũng đóng cửa nhẹ nhàng như vậy, mà riêng mình thì lúc nào cũng, hễ mình xuất hiện là nghe cửa cái rầm, mà thầy mình xuất hiện cánh cửa không nghe. Tự nhiên mình dạy cho đệ tử cái bài học đóng cửa. Đó là thân giáo. Lần nào thầy tới cửa, đôi dép thầy cũng ngay ngắn như vậy. Mình để ý rồi, 10 lần thầy tới cái cửa này, đôi giày thầy vẫn ngay ngắn như vậy. Còn mình, mỗi lần tới là mỗi lần nó nằm mỗi góc. Mình giục hai chiếc giày mỗi góc. Và 10 lần mình tới cánh cửa này, 10 lần mình tới cánh cửa này là 10 lần cửa, cái đôi dép của mình nó nằm ngổn ngang. Mà thầy mình 10 lần như một. Đây là thầy mình thân giáo cho mình. Quý vị hiểu ý không? Lúc nào mình đi về, mình tắm xong hay là mình máng cái áo lên, máng thì cũng thấy máng, nhưng mà cái áo không bao giờ ngay. Cái kiểu của mình là miễn nó móc lên cái móc là được rồi. Nhưng mình để ý, thầy máng xong cái áo chưa ngay, thầy lại thầy chỉnh cho nó ngay. Mình đi vô trong phòng tắm, cái khăn tắm của mình cứ dắt lên trên đó là được rồi, vì mình cứ quan niệm nó lên trên đó là ok. Nhưng mình thấy thầy mình lúc nào cái khăn để lên cũng ngay ngắn như vậy. Thân giáo. Quý hiểu ý không? Vậy thì chữ hòa thượng là gì? Là một vị thầy dạy đệ tử qua cái cách sống, gọi là thân giáo sư. Nghĩa thứ hai của chữ hòa thượng là lực sanh, gần thầy mình tăng trưởng cái nội lực. Mình đứng hầu thầy tiếp khách, mình nghe những câu chuyện thầy tiếp khách, những câu chuyện thầy kể, những cách thầy đáp ứng với, đối đáp với khách, với Phật tử tới thăm, mình thấy được cái lực tu của thầy và cái cách nhẹ nhàng của thầy với khách. Mình học cái đó để mình tăng trưởng cái đạo lực cho mình. Và mục đích của người thị giả không phải chỉ để cung phụng hầu thầy không, mà mục đích của thị giả chính là để gần thầy để học. Để gần thầy để học. Mỗi lần mình rót trà, là mình giơ cái miệng trà lên, mình rót nghe tón, rót xong bọt nổi tùm lum hết. Nhưng mà thầy không có nói gì hết. Bữa khác thầy mời mình tới, ngồi xuống uống trà với thầy, và thầy đã đưa cái miệng của bình trà sát cái vành, cái vành của cái thành trà, thầy rót không nghe tiếng. Và thầy rót xong ly trà, trà không nổi bọt. Thầy dạy mình trà là cái màu nó vàng, rót nghe tiếng người ta tác ý, rót mà nổi bọt người ta tác ý. Cho nên thầy dạy cho mình cách rót trà không kêu tiếng và không nổi bọt, để người ta không tác ý trong khi mình rót trà. Như vậy
người thầy chọn đệ tử làm thi giả không phải vì ngoài cái ý nghĩa là thầy lớn tuổi hay là thầy đi Phật sự, thầy cần một người theo giúp thầy. Nhưng nếu như mình có tinh tế thì mình sẽ biết rằng mình gần thầy để học. Học cái cách mà thầy ứng xử với mọi người, học cái cách mà thầy chuẩn bị cho một công việc, học cái cách mà thầy đã, cái lòng từ của thầy đó, thầy chan rãi cho mọi người như thế nào, thầy phải nhẫn nại với bao nhiêu Phật sự như thế nào. Và dù thầy có mỏi mệt nhưng mà thầy đã hết lòng với Phật sự như thế nào, tất cả những cái đó mình học để đạo lực mình được sanh. Như vậy hai chữ hòa thượng dễ hay khó? Dễ hay khó? Dễ mà cũng khó, khó mà cũng dễ. Nghĩa là chúng ta chỉ đừng nhận hai chữ hòa thượng đơn thuần, nhưng mà chữ hòa thượng đó mình phải thể hiện cho được cái chữ đó. Thì mình ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói cũng giống như mình vậy, mình nhận mình là một Phật tử thì mình phải thể hiện cho được cái bản chất của một Phật tử. Chứ không phải nói tôi đi chùa kêu là Phật tử, tôi mặc áo tràng là Phật tử, tôi ăn chay là Phật tử. Mình chỉ cần bước, mình chỉ cần cúi đầu một cái cũng là Phật tử nữa. Nhưng mà cái chất Phật ở trong người mình đó, mỗi ngày nó mới tăng như thế nào để chúng ta sống đúng với cái tên gọi của chúng ta, gọi là danh phận. Danh gì thì phận đó, danh là Phật tử thì có bổn phận đó. Là Pháp Hòa chưa nói đại đức thượng tọa và hai chữ hòa thượng thôi. Như vậy hòa thượng không phải chỉ một người tu lâu trong chùa gọi là hòa thượng, lớn tuổi cao hạ, mà ở trong chữ hòa thượng đó nó còn chứa đựng cái năng lực tu hành. Ngay cả một vị tỳ kheo, các vị hay thấy, các vị hay xưng là tỳ kheo này tỳ kheo kia. Tỳ kheo có ba nghĩa: là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Nếu mà cái tâm mình chưa có trừ được cái ác thì chưa phải là tỳ kheo. Mình chưa, mình còn bị phiền não chi phối quá nhiều. Thí dụ như phiền não thì có chuyện gì nó đáng à thôi mình tu tập, có những cái nó quá to tát mình không trừ được, nhưng có những phiền não nhỏ nhặt hàng ngày mà tu mà làm một vị tỳ kheo mấy chục năm mà những cái chuyện phiền não nhỏ nhặt mà chưa bỏ được thì làm sao? Cái lớn thì thôi mình không dám, tại vì có thể là mình còn đang trong thời gian tu, nhưng mà ráng phải bỏ được cái nhỏ nhỏ đó. Chẳng hạn như người ta nói hơn mình một câu, hay là thậm chí tất cả những thái độ người ta không có mấy gì kính mình đi, mấy cái chuyện đó mình có bình an được không? Hay là mình chấp vào ngôn ngữ, từ thậm chí cái cách hành xử của người nhỏ, nhỏ mà không biết trôn ti vân vân, những cái đó mình tha thứ, mình bao dung được, thì cái chữ tỳ kheo của mình đó, nó mới đúng nghĩa. Bây giờ nói cho cùng, mình có tu thì ai hưởng? Mình hưởng. Mình an lạc, mình nhẹ nhàng thì mình hưởng. Mình câu có, mình bạo gọ thì mình cũng hưởng. Hưởng cái gì? Hưởng cái nét câu có. Mời quý vị để ý, con người mà nhăn nhó thì sao? Nhìn lúc nào cũng nhó nhăn, phải không? Nhăn nhó. Còn cái người mà người ta thảnh thơi, ta nhẹ nhàng, người ta thậm chí kệ đi, chuyện nhỏ. Cái người đường á, ai mà để ý, người nào mà gần gũi mình mà người ta sống nhẹ nhàng, mình thấy người ta khác liền à. Ta không có câu nệ những cái chuyện tiểu tiết. Cho nên người đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Mà đã là vị tỳ kheo thì phải thực hiện được ba việc. Đó là phá ác, đó là bố ma, đó là khất sĩ. Phá ác là phải trừ đi những cái xấu ác. Bố ma là phải làm cho phiền não nó sợ mình. Những cái phiền não nó không có thôi, phiền não lớn thì nếu có bị thì thôi cũng được. Làm người nói sao? Tại vì mình còn đang tu, cái này nó lớn quá không giận không được. Nhưng ráng làm sao cái nhỏ nhỏ mình hàng ngày, chứ không thôi mình khổ lắm. Từ sáng tới tối là mình tu, mình không có vui vẻ gì hết. Từ sáng tới tối, từ chánh điện xuống cho tới nhà bếp, chỗ nào mình cũng nổi phiền não hết thì uổng quá. Cũng giống như mình, từ sáng tới tối, sáng ngủ dậy giận con, ra nhà bếp buồn chồng, vô tiệm giận người làm,
rồi ra đường thì giận mấy người lái xe, nó đi đâu mà đi dữ vậy. Rốt cuộc trời ơi, từ sáng tới tối, từ trong ra ngoài, trên đường phố, về trong nhà, không chỗ nào mình thoải mái hết. Lâu ngày nó trở thành một cái nghiệp, một cái tập nghiệp, là một thói quen. Chúng ta sống mà lúc nào cũng câu có quạo quọ và không thấy sự tươi mát ở nơi mình, như vậy thì chúng ta rất là uổng. Chúng ta thấy cái hoa nó héo, chúng ta liền tưới cho nó tươi. Thấy cái hoa mà nó hơi không tươi, chúng ta lấy nước, chúng ta còn spray nó lên, xịt lên để cho nó tươi. Thế thì tại sao mình không có chịu làm gì cho mình tươi mát á? Sáng nào cũng nhìn gương hết, sáng nào cũng coi kiến hết mà không thấy mình héo, nó uổng đi. Cho nên sáng hôm nay nhân cái dịp nói về vấn đề cái từ ngữ trong Phật giáo về hai chữ cư sĩ nam, cận sự nam, cận sự nữ, thì Pháp Hòa cũng xin thưa thêm chi tiết như vậy để đại chúng cố gắng. Bất cứ chuyện gì chúng ta làm, chúng ta có danh, nó đều có cái nghĩa sâu thẳm của nó. Ví dụ như mình nói làm mẹ, mẹ không phải chỉ sanh con ra kêu mẹ, mẹ không phải chỉ cho con ăn cái là mẹ đâu, nhưng mà người mẹ bao hàm rất nhiều tình thương và công việc ở trong đó. Thậm chí người mẹ cũng là người cha, người mẹ cũng là người thầy, người mẹ cũng là người bạn của con. Cho nên chữ mẹ nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa, và nói tình mẹ nó bao gồm rất nhiều cái hành động ở trong việc làm đó. Con hổn với mình vẫn bao dung con. Con bỏ đi bao nhiêu ngày, mẹ vẫn trông chờ con. Đó, bao nhiêu mình mới một vài việc đó thôi, thì chúng ta thấy được cái nghĩa của chữ mẹ là gì. Mẹ là tất cả đó. Mẹ là tất cả, mà mẹ là những cái tình thương nào mà người đời khó làm, mà người mẹ thể hiện được thì đúng nghĩa của mẹ. Dĩ nhiên có nhiều vị sẽ nói không, mà mẹ tôi khác lắm. Gọi đó ngoại lệ ha. Nhưng mà cái nghĩa đúng của chữ của người mẹ là bao dung, thương yêu và trông chờ, và sẵn sàng ôm con dù con có bất cứ ở trong cái hoàn cảnh nào. Và dù con có làm gì đối với mẹ, mẹ vẫn ngồi yên đó để cho con trở về. Thì cái như vậy, cái không phải người, cái nghĩa của chữ người mẹ chỉ là sanh một đứa con ra cho đứa con ăn, mà nó rất nhiều cái tình cảm thương yêu ở trong đó. Thì cái chữ thầy cũng vậy, bất cứ chữ gì mà chúng ta nhận lãnh trong đời này nó cũng thế cả. Một thiền sư không có nghĩa là ông sư dạy thiền, mà thiền sư cũng là người có khả năng sống với thiền mới gọi là thiền sư. Mình gọi là thầy mà thầy dạy thiền thôi, chứ mình không có khả năng sống với nó thì làm sao. Một ông thầy giáo chỉ dạy thôi mà không có thực hiện những gì mình dạy thì chưa trọn cái nghĩa đó. Đại ý là vậy. Thì mong đại chúng hiểu sâu sắc hơn về những cái chữ mà chúng ta dùng trong đạo, là để chúng ta thấy được rằng trong Phật Pháp á, danh và cái thực chất của danh, hay là những cái phương tiện và những cái đạo lý sâu sắc ở trong mỗi phương tiện đó, nó đều làm cái bài học cho tất cả chúng ta. Cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng có buổi sáng an lạc. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.